Vâng, cái cây đàn mình chuẩn bị test tới đây, sau đây là cây đàn của anh Tân ở Bình Dương. Anh Tân có đặt một cây đàn bầu mộc lắp mỗi cái mô pin. Anh Tân ở Bình Tân không? Anh Tân ở... anh Ân ở Bình Tân. Anh Ân, anh Ân ở Bình Tân nhé, anh Ân. Anh có đặt một cây đàn bầu mộc chỉ có mỗi cái mô pin để cắm ra âm ly thôi, không có tính năng máy hay là âm ly ở trong đàn cả, cũng không có loa trong luôn. Thì bây giờ mình xin test bằng cái cách đó là mình sẽ cắm vào âm ly để cho anh Ân có thể nghe được tiếng đàn bầu này. Bật bít gì ạ? Hả? Bật bít gì ạ? Sóc. Bật bít gì ạ? Ờ, không cần. Lần tiên em mang ra được không? Để...